Đồng kíp Corona 2020 xuất hiện virus mang tên Corona, còn có tên gọi là Covid-19, nCoV gây ra viêm phổi Vũ Hán, căn bệnh chết người lan rộng các quốc gia Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Italia, kể cả đất nước ta. Virus Corona, kẻ thù của mọi nhà là người Việt Nam, hãy cùng góp sức để lùi Corona. Không nên tụ tập những nơi đông người, tránh tiếp xúc với người lạ, hạn chế ra đường khi không cần thiết, tốt nhất là nên ở nhà, không la cà quán xá. Ý thức của mỗi chúng ta là khi ra đường nhớ đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ khi về nhà. Đó là cách phòng ngừa hiệu quả, tránh lây lan Corona. Mỗi người chúng ta đều phải có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, không lơ là. Là người Việt sống trên đất Việt cùng dòng máu Việt Nam Á, đều là người Việt không giúp đỡ lẫn nhau. Còn bán khẩu trang giá cao quá, đang trong tình cảnh khó khăn thế này, thì kiếm ở đâu ra? Liệu đồng tiền đó nó có trong sạch ăn trên mạng sống của người ta? Na Corona là ta hay tránh xa, và Na Corona là ta hay tránh xa, và yo. Còn bữa hai nữa nha các bạn.